dì cháu của chú chú sẽ ăn nho nha. Ở đây thì mình có hai loại nho nè. Mấy loại nho này là nho Việt Nam thôi. Con đường không tới đâu đây, Út đưa cho. Và có một cái loại nho đặc biệt nữa, đó chính là thạch nho. Cái này là hàng của Nhật. Cái này mình được bạn Linh tặng cho mình nè. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Minh Hùng thấy cái này bao giờ Đẹp chưa? chưa? Nó dễ thương lắm, để Út để qua bên gần chỗ con cho con thấy nè. Một bịch như vậy là được 11 viên. Rất là thơm. Út đố Hùng biết cách ăn cái này như thế nào? Lột cái này ra. Mà lột bằng cách nào? Có công thông nè. Không có, mình sẽ lấy một cái tăm mình chích nó cái nổ một cái bụt. Hiểu không? Đây đó. Không có kỳ. Đây. Là trong trong đây nếu mà mình mở ra là nó có cái thạch ở trong đó. Không phải cái nho nha, thạch phải từ từ, không phải để cho mọi người thấy. Đây, cái thạch nho của mình đây. Bây giờ mình sẽ cho nó nổ ra. Minh Hùng làm thử đi con, Minh Hùng làm trước đi. Từ từ. Rồi lượm cái đó ra, lượm cái đó ra. Rồi như vậy là con có thể ăn được rồi đó. Cái khúc nào? Đó, giờ là ăn này được. Nó cái đó nó là cái khúc nào? Ừ. Ngon không? Ôi nữa. Con ăn thử đi. Ngon không? Cho mọi người biết coi. Ngồi thẳng người lên coi. Con kêu nó. Con không biết nói gì không á. Để Út thử, để Út thử, Út cũng muốn chọt thử một lần. Giờ mình sẽ thử nha, mình thấy bạn Minh Hùng ăn kỳ quá. Mình biết tại sao mà Minh Hùng có cái thái độ này rồi. Đó là bởi vì á, nó rất là béo mọi người. Nó rất là ngọt. Nó là thạch, nhưng mà nó không phải là cái dạng thạch mà như rau câu của mình đúng không? Mà nó là dạng bột của mọi người. Nên là nó rất là dẻo. Và ăn nó cảm giác nó dính dính vô răng. Nhưng mà mùi nó ngon đúng không? Ăn quá không có trả lời luôn. Cái này á thì nó khá là ngọt. Còn bây giờ á, mình sẽ ăn thử cái nho này. Con muốn ăn cái nhỏ hay cái lớn? Mình sợ là mình ăn cái kia ngọt quá, mình ăn cái này nó bị chua nè. Chua thiệt. Chua không? Con ăn cái trái lớn này có bị chua không? Trái to này có bị chua không? Do mình ăn cái thạch nho này trước đó mọi người, nên là nó ngọt quá. Bây giờ mình ăn tới cái trái nho nó sẽ bị mất cái vị của trái nho đi. Nó làm cho mình cảm thấy cái trái này nó rất là lạc luôn. Còn cái trái nhỏ này có thể là do cái loại của nó chua. Chua không? Thật ra là Trúc đã có biết trước là cái này nó chua rồi, bởi vì nãy có ăn thử rồi. Nên Trúc đã chuẩn bị một cái hũ muối. Cái này là muối ớt thôi. Bây giờ Hùng, mình sẽ lặt cái trái nho mình bỏ vô đây, xong mình bỏ muối mình sắp. Nho này mọi người có thể dễ dàng mua ở chợ hoặc là siêu thị nha. Đây đâu chú? Con muốn ăn nhiều thì con lấy nhiều. Vậy đúng rồi, là nhiều rồi đó. Đâu? Cái chùm nho này chú mua chú thích ghê, mặc dù chú biết là nó không ngọt luôn á. Bởi vì thường á, mà nho mà mọi người muốn ngọt á, mọi người phải để cái cuống nó hơi héo một xíu. Đặc biệt là những cái loại nho mà nó vốn dĩ nó hơi chua chua ngọt ngọt như thế này á, thì mình phải để cái cuống nó héo đi một xíu thì nó mới ngọt. Còn cái loại này cũng cố tình mua về để xóc muối. Mua coi không? Rồi nhiều rồi, nhiều rồi, ok con. Lặt xong rồi nó còn chia thôi. Mấy muỗng, ăn cay được không? Được. Một muỗng, hai muỗng, thôi được rồi. Cay lắm rồi đó. Bây giờ mình sẽ lắc cái này lên. Lắc có người á, người ta phải làm cho cái trái nho nó hơi giặt một xíu nha. Nó không có dính á, không có dính cái muối rồi. Sao con dính không? Dính rồi. Kiểu như nó không có ướt ướt á, để cho nó dính nhiều á. Nó phải ướt nó dính nhiều. Nhìn cũng được lắm mà nha. Nhìn giống thạch, nhìn giống mấy cái thạch thủy tinh trong trà sữa quá. Rồi, mỗi người một chia. Được nha. Ngon nha, ngon nha. Đúng là những cái loại trái mà nó chua hơi chua chua á, mà mình xóc muối ăn rất là ngon mọi người. Không chịu món này rồi. Cái màu xanh của trái nho rất đẹp đó mọi người. Minh Hùng á rất là giống mình, đó là thích ăn cay và ăn mặn.
thêm một tính nữa rất là giống mình, đó là lì, siêu lì luôn. Ở nhà ai cũng nói là cậu này giống mình hết á, bởi vì á hồi mà mẹ Minh Hùng đi sanh á, ở trong phòng sanh á, mình là cái người bồng Minh Hùng trên tay đầu tiên lúc vừa mới sanh ra, nên giờ nó lì giống mình lắm. Có ý kiến gì không, nãy giờ sao ăn không vậy? Con thèm ăn con tôm con cua hoàng đế nữa không? Con nó ngon không? Bữa nào ăn nữa không? Hả? Ăn hoài hả? Không thích ăn hả? Ăn sao? Thích. Mà sao không ăn? Sợ tốn tiền hả? Chứ sao? Út ăn cua hoàng đế á, Út ăn con cua hoàng đế á, Út chỉ thích ăn cái chân nó thôi, bởi vì cái chân nó nhiều thịt ha. Ngày mốt mình mua cái bộ chân mình ăn đi. Ngon mọi người. Nó chua chua, nó mặn mặn, nó cay cay đã lắm. Cái thạch này nhìn dễ thương đáng yêu quá. Nhưng mà Chúc thì không có rành cái loại này lắm. Linh tặng cho Chúc á, rồi Linh bày cho Chúc á, chứ còn Chúc trước giờ Chúc không có biết cái loại này. Chúc chỉ nghĩ là thạch đó thì nó phải giống như rau câu, có nghĩa là nó giòn giòn, dai dai, sừng sực á, chứ Chúc không nghĩ là nó bột bột như thế này. Nhưng mà về cái vị của nó thì rất là ngon nha mọi người. Nó teo lại á, cái vỏ đó, lúc mà mình đâm vô á. Đúng rồi nè, y như là được bọc bong bóng ở ngoài vậy đó. Hôm nay là ngày hội của những trái nho, nho các loại. Nho xanh thì có nhiều loại nho lắm mọi người. Có cái trái nho mẫu đơn nữa, nó cũng màu xanh như thế này nè. Mà cái trái đó thì nó rất là đắt tiền, một chùm có thể lên đến 1 triệu, 1 triệu mấy á. Nãy giờ ăn không nói cái gì luôn á. Hôm bữa ăn thử cái này rồi, cái này á, ban đầu ăn mọi người sẽ thấy rất là ngán, đúng không? Nãy ăn ngán, thấy ngán đúng không? Nhưng mà mọi người ăn từ cái viên thứ hai trở đi, mọi người sẽ thấy nó rất là ngon. Nên mình sẽ thử một cái nữa. Cái thứ ba của Út rồi đó. Và thích cái giai đoạn mà chọt nó lủng cái bao này nè. Nhìn nó đáng yêu ghê. Còn nè, trong khi bà dì á đang ăn trái nho ngọt thì thằng cháu nãy giờ nó cứ say sưa với lại cái hũ nho lắc muối. Nho đó không có cay. Ngon đúng không? Sao con không bỏ thử trái bự này vô con lắc đi. Nhưng mà Út cá luôn là cái trái nhỏ nó sẽ ngon hơn cái trái bự. Bởi vì cái trái nhỏ nó chua á, Út vẫn thích cái này. Mình làm một phát nữa nào. 1, 2, 3 chích. Móc cái vỏ ra không? Dễ thương quá. Cái gì vậy? Con ăn thạch nữa không? Thạch nó nghe hả? Nhưng mà Út ăn cũng thấy ngon nè. Ngon lắm nha. Quá trời muối luôn. À, nó vẫn còn cái hậu chua. Lần trước mà Chúc đi Ninh Thuận á, Chúc chưa được vô vườn nho xanh, Chúc chỉ vô cái vườn nho đen thôi. Nhưng mà trong cái vườn nho đó, trời ơi, cái trái đã lắm mọi người, nó chùm chùm chùm, nó mọc hả, khích khích với nhau, đã lắm. Vô đó là muốn ở em đó luôn. Vô đó ở là Chúc chỉ, Út Chúc chỉ được ăn nho. Vô đó ở là ăn nho, uống rượu nho, rồi ăn mứt nho. Đặc biệt là phải đi dọn vườn nho, đi tỉa mấy cái lá sâu, mấy cái chùm bị hư. Không, sắp đút con ăn rồi. Để Út lặt cho con sóc nữa nha. Minh Hùng nay là 10 tuổi đúng không? Đang cái tuổi này là cái tuổi ăn đó mọi người, cái sức ăn rồi. Mà con nít á, Chúc thích nhất con nít là ăn khỏe. Chỗ Chúc sợ nhất cái tình trạng là con nít mà ăn mà phải bắt ép rồi năn nỉ, hay là phải bồng đi vòng vòng chơi, mở tivi, iPad cho coi mới chịu ăn. Ngay cả con nít nhỏ hoặc là 10 tuổi, 10 tuổi hơn cũng có bạn vậy nữa. Chúc thích con nít nào mà ăn giỏi, ăn khỏe, tự giác múc ăn, thích lắm. Hồi đó Minh Hùng đâu có vậy đâu. Hồi đó Minh Hùng ăn là đút nó không kịp luôn. Nó há như con chim há mỏ vậy đó.
Hồi nhỏ mà lúc mà biết ăn bột rồi đó mọi người, đút là không kịp tay luôn. Rồi con lắc lên đi. Lắc cái này nó dần nội công. Một lát chắc nhăn vô mặt quá Hùng. Nè có nước ra rồi nè, nó dính rồi. Nè nước quá. Ba kinh đơ. Rồi được rồi. Cũng thấy là nát hết mấy cái nho trong đó rồi đó. Ủa nó chảy nước ra muối dính lên cái đắp hộp cái gì. Đó. Cái này mới ngon. Đúng rồi, Hùng làm được này ngon lắm mọi người. Đã chưa? Ồ, đều ghê ha. Chúng sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Và hôm nay đã có một cái món ăn rất là đẹp mắt với một cái màu xanh rất là tươi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Và đừng quên là like, share, subscribe kênh ủng hộ cho Trúc nha. Còn bây giờ thì Trúc và Minh Hùng xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Có đứa vẫn ăn say sưa nữa nè.